Thu phí điện tử không dừng hiện đang là giải pháp của giao thông thông minh thời đại công nghệ số. Tại tỉnh Bình Phước, đến nay, cơ bản các nhà đầu tư BOT đã lắp đặt xong hệ thống thu phí điện tử không dừng theo chỉ đạo của chính phủ. Tuy nhiên, thực tế, việc thu phí điện tử không dừng đang gặp rất nhiều sự cố, khiến người thu phí cũng mệt mỏi và tài xế thì bức xúc. Rất nhiều trường hợp tài khoản giao thông vẫn còn tiền, nhưng barrier không mở ra được. Nhưng cũng có xe vừa qua được trạm thì bị trừ phí hai lần. Nguyên nhân là vì hệ thống thiết bị nhận diện thẻ hoặc biển số bị lỗi, khiến nhân viên phải lập giao dịch mới bằng phương pháp thủ công. Em đang dán thẻ bát, nhưng mà chạy qua các trạm thì nó không có nhanh, phải dùng máy đưa sát tới thì mới qua được. Còn bình thường là không có tự động qua nhanh được. Thì cũng lâu lắm rồi, tháng này cũng được hơn năm rồi đó. Thì có lúc thì đi qua nó cũng mở được, nhưng cũng có lúc thì đi qua nó không mở được. Nên em cũng mong là khắc phục giúp cho em để em đi cho nó được an toàn và thông thường hơn. Cái hệ thống thiết bị là không nhận diện được. Đó, nó chỉ ảnh hưởng rất nhiều tới cái xử lý của tài xế xe qua trạm. Khách hàng người ta phản ứng rất nhiều. Nhiều nhất là cái lỗi mà xe mà tài khoản còn mà 3D không mở. Lỗi đó là lỗi nhiều nhất. Lỗi thường thường chủ yếu là lỗi nhiều là bên thiết bị. Nhà cung cấp thiết bị là cái thiết bị nó giống như nó không đảm bảo. Chứ anh em ở đây là vận hành rất khó khăn. Thống kê của trạm Tân Lập cho biết, bình quân mỗi ngày có khoảng 6.000 lượt xe qua trạm, trong đó có khoảng trên 200 lượt xe bị mắc lỗi, khiến việc qua trạm bị chậm, ảnh hưởng tới quá trình lưu thông. Nhà đầu tư BOT cũng như lái xe doanh nghiệp đề nghị hai nhà thầu cần sớm khắc phục các lỗi trên để hoạt động thu phí không dừng phát huy được tính ưu việt. Yeah.